Tên là câu chuyện về Specky. Specky là một cô gái rất thích chơi Brawl Stars. Nhưng khi trong một ngày cô đang nhập vai một nhân vật trong Brawl Stars thì bỗng một chiếc xe cán qua người Specky. Cô không để tâm đến điều đó và kết cục chơi khi nhân vật đã hồi sinh. Nhưng sau vài giờ đồng hồ, Specky ngừng chơi để mua đồ. Sau khi mua đồ xong, bỗng một chiếc xe cán vào người cô khiến cô tử vong tại chỗ. Điều kỳ lạ là các chết của cô lại giống y hệt trong game. Có nhiều kinh đồn của tất cả mọi người trong góc nói rằng người không phải Specky ngoài thật chính là người đã câu hỏi cô trong Google. Ok, câu chuyện của mình đến đây là hết. Các bạn mà muốn story về ai nữa thì mình thấy cả xin lỗi mọi người nhé, tại vì ấy là mình không hiểu rõ thông tin cho lắm nên là mình hay đọc vấp nhá. Tại các bạn thôi, rồi các bạn có tiếp nha. Ok các bạn nhớ làm sạc qua nha, tạm biệt.